Ok, nhân dịp chào đón đội tuyển Việt Nam chiến thắng trong 4 trận đấu vừa qua, thì hôm nay ngày mùng 4 tháng ngày mùng 4 tháng 12 thì đồng chí Thao Chim Cú Gáy có quay cái clip số 04 của tháng 12, là đây là đôi chim lai Thái. Đấy, con trống thì nó đang ở dưới, nó đứng ở đấy, chân đỏ. Cườm đấy, con này là gáy âm thổ các bạn nhé, rồi con mái ở trên đấy. Thì đôi này là mình bán giá tri ân khách hàng là 1,5 triệu. Ưu tiên các bạn nào mà, tại vì mình ghi sổ, đâm ra bạn nào mà những khách hàng mà gọi sớm, mà gọi và đã là những khách hàng quen, khách hàng nhiều nhiều cái đơn hàng đối với kênh Chim Cú Gáy Hay, thì bên mình sẽ ưu tiên đó, ưu tiên đó. Cái thời điểm mình đang quay đây là lúc 10 giờ sáng ngày 4 tháng 12, thì đôi chim này thực ra là rất là ok rồi đấy. Con trống thì rất là bộ rất là to, bộ bộ rất là to, và con làn đuôi rất là xòe, và cái phần khoang đốm rồi nó chỉ ở cái phần mặt thôi, cái còn cái phần mình của nó là vẫn là đôi chim cu ta bình thường, âm thổ bình thường, chân vẫn đỏ đấy. Nó là dòng chim bố mẹ của nó là con chim ta lai với con chim Thái, thì nó ra con chim này các bạn nhé. Đó, một trống một mái mà mình thấy là các bạn nào mà thích dòng chim ta lai Thái thì các bạn lên chốt ngay đó, lên chốt ngay. Bởi vì thực ra là tầm này là nó cũng vào sự phấn khích của đội tuyển Việt Nam, và kênh Chim Cú Gáy Hay thì luôn luôn thỉnh thoảng, nếu các bạn đăng ký kênh các bạn biết là thỉnh thoảng luôn luôn có những cái video rất là tri ân khách hàng, rất là quan tâm đến anh em là đam mê chim và hâm mộ chim, mà là những người theo dõi kênh, ủng hộ kênh. Đâm ra cái giá mình đưa ra 1,5 triệu là giá cực kỳ là ưu ái và ưu đãi rồi, bởi vì một con chim đực gù động thổ như này nó đã là giá như thế rồi, còn con chim mái là con chim là như vậy, và đây là một đôi đã ok rồi. Đâm ra các bạn về các bạn chỉ có thu hoạch là nó là sinh sản thôi đấy, các bạn về các bạn làm chuồng, và các bạn duy trì thành đôi bố mẹ, và con của dòng này nó rất là to các bạn nhé, rất là to luôn, đôi này là quá ok luôn. Đâm ra là số điện thoại mình để trên phần ngay sau đây là 033 5305982 đấy, giá là 1,5 triệu đồng đấy, chưa bao gồm vận chuyển và không có sự mặc cả nào khác cả đấy. Đâm ra là cũng mong là bạn nào biết, thực sự là đã là khách hàng quen và đã biết về kênh Chim Cú Gáy Hay, biết đồng chí Thao, thì các bạn có thể là alo alo để mình để cho các bạn đó. Đây là nguyên bản một đôi chuẩn chỉ luôn. Giá để nhân dịp đội tuyển Việt Nam vào vòng trong và thắng 4 trận. Hiện giờ thì gần như là 90% đổ lên là vào vòng trong rồi. Các bạn sẽ vui cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam phấn khích đó, là đồng chí Thao đăng cái clip này. Hy vọng là các bạn sẽ biết được. Đó, đây là cái thông tin chính thống luôn. Đó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đăng ký kênh Chim Cú Gáy Hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hãy nhớ đăng ký và chia sẻ video này để cho các fan và các bạn đều biết được những cái thông tin, thông điệp mà kênh Chim Cú Gáy Hay đưa ra trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.